Rồi, chào tất cả anh em nha. Hôm nay lên ít dụng cụ đồ nghề, kéo kìm, rồi kéo cắt sắt, đầu mang ranh, búa tạ lớn. Rồi được về được hai cái sắt, máy lưỡi cưa bản lớn các bạn nha. Rồi, tiếp nối chương trình. Rồi giờ mình test hai cái sắt trước. Rồi. Này về hai cái sắt anh em nào điện trước là được trước nha. Hai cái sắt này, cái sắt đó là nó nặng. Nó là ba mấy tới 40 kg, là mình không có nhận ship code chuyển khoản nha các bạn nha, chuyển khoản thôi nha. Anh em thông cảm, còn anh em nào quen thì cứ mua thẻ cào đặt cọc cho mình cũng được, nó cũng không 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 có gì ghê gớm đâu nha. Mình tình người quan hết. Đây được hai cái, anh em nào điện trước được trước nha. Ưu tiên cho chuyển khoản. Rồi. Nó cũng y tình hình y vậy thôi. Chỉ là có sẵn là mã số nha, mã số là đúng là một 100 số phải không? Từ 0 tới 99 là 100 số. Còn cái mã số thì mình ghi trong này, anh em cái việc đưa đúng mã số, ví dụ như này là nó số 30 đi nha, để xuống đúng số 30 nha, đúng số 30, đừng đưa ra xa ra để thấy mặt khẩu sao đó. Mã số 30 thì mình mở ra nha, đóng lại rồi xong là không đúng chìa khóa cấp nha. Đó giờ mình ví dụ như để số 20 là mở không được các bạn nha. Mở không được rồi. Giờ để số 30 thì nó mở được nha. Thí dụ thôi nha. Còn mình gửi các bạn là mình ghi mã số trong chìa khóa rồi. Về các bạn tự xử lý. Dễ lắm. Rồi. Một cái máy cái sắt này là nó có hai chìa. Nhưng mà chìa này rất khó làm, các bạn giữ cẩn thận nha. Địa phương mình làm không được cái chìa này. Không biết cái thép nó như thế nào hoặc là cái chế độ như thế nào, nhưng mà địa phương mình làm không được nha. Đó là nó thật. Còn các vùng, những vùng lớn chắc họ làm được. Mình nghĩ vậy thôi chứ mình chưa chính xác nha các bạn nha. Bởi vì nó gọi là kết sắt mà. Rồi, chế độ dày nó là 5 phân y như mọi ngày thường kỳ 5 phân nha. Chiều cao của nó là phủ bì nó là 32 phân 5 ly, chiều ngang nó là 38 phân 5 ly, nó là như 40-40 á, cứ tra là nó 40-40 đi các bạn nha. Rồi 40 nha. Rộng rãi này là nó là thiết kế là chống cháy các bạn nha. Đó, nghe anh Bãi nói vậy. Rồi mình bắt đầu mình khó lại. Rồi xong là khó rồi đó. Rồi quay cái cho để cho nó quá giải cái mật khẩu của mình. Cái này dưới này cũng vậy nha. Rồi dưới này cũng vậy, ví dụ để số 30 thì nó lên là mở được. Rồi ra đó, hai cái đều giống nhau các bạn nha, hai cái này đều giống nhau đúng không? Đó, mở đặt số là không mở được đâu nha. Rất dày, rất chắc chắn nha các bạn nha. Hai cái, được rồi, hai cái. Rồi, giá cũ của nó là giá 1,5 triệu một cái. Rồi, anh em ủng hộ. Cảm ơn anh em rất nhiều. Rồi, trên này. Hôm nay mình về được là 1 2 3 4 4 lưỡi cưa gần giống như mới, hàng tháo máy những cưa bàn á các bạn ạ. Nó bị lỗi, nó rã ra, nó bán cái chai. Còn mình là mình ôm được lưỡi, mình đặt trước được lưỡi. Chiều tổng hết đường kính của nó là 55 phân các bạn nhé. 55 phân nghĩa là lưỡi 550 nha. Cái lỗ nó là lỗ thông dụng rồi. Nó có to thì các bạn nhét ron. Nó là cái lỗ của nó là hình như là 1 2 3 phân. Đấy, được 4 cái. Nó là hàng bãi, hàng Nhật các bạn nha. Thông số và kỹ thuật này là mình về là chưa đâu. Còn cái lưỡi này nữa, nhét đâu cái lưỡi như này ta. Được 4 cái các bạn nhé. Đó, 4 cái đều gần giống như mới, răng vọng rồi bài bản. Cái lưỡi này các bạn mua mà mua thị trường chợ thì cái lưỡi này nằm giá là hơn 2 triệu, mà chưa chắc nó sẽ bằng được mình đâu nha các bạn nha. Còn này mình bán cho các bạn giá 500 nghìn một cái thôi. Đó, đường kính nó là 55 phân nha. Đó, 55 phân. Cái lỗ của nó mình đã chính xác thì nó nằm ở khoảng là 2 ly 2 phân 8 hay 2 phân 9 hay là 3 phân gì đó. Bởi vì cái thước kẹp mình nó bị đi rồi nhé. Đó. Bởi vì hàng tháo máy lưỡi cưa bàn mà, cho nên cái nó dễ dàng sử dụng thôi, nó cũng không có gì khó. Cái lỗ thì nó thông dụng rồi. Đó, được là 4 lưỡi nha các bạn nha. Mỗi lưỡi là 500 nghìn một cái. Một cái lưỡi là 500 nghìn, lưỡi cưa nha, phải lưỡi mình nha các bạn nha. Rồi, 500 nghìn. Rồi là tiếp nối chương trình. Đúng rồi.
một lưỡi móc rảnh nha. Nè, răng bọng, lưỡi cưa đuôi sắt cho anh em lỡ nhìn. Anh em coi cái lưỡi móc rảnh nè. Nói chung là hàng mình đã tuyển chọn cho anh em. Các anh em cứ coi là hàng, mình coi hàng như hàng của mình nha, bán cho anh em nhưng mà mình coi giống như hàng của mình. Mình lựa cho đúng đúng bài, đúng vở, đúng sách, đúng vở nha các bạn nha. Rồi, tạm thời là cái số 1. Rồi, giá 70.000 nha các bạn nhé. Các bạn mua làm 2-3 số cũng được. Rồi, cái lưỡi này là lưỡi cắt nhôm và cắt gỗ, đầy đặn hợp kim. Cứ cho là lưỡi hợp kim, lưỡi cưa thì nó khó nhìn nha. Nhưng mà theo mình nghĩ là mình bán hàng, mình mua cho các bạn cũng như mua cho bản thân mình, mình cũng nghĩ điều đó. Chữ nhật ở khác đây các bạn nhé. Tất cả hàng của mình, phòng lưỡi máy tinh nè, lưỡi 205 các bạn nha. Dày 1.6 nha, chiều dày nó 1.6. Lưỡi 205 có nghĩa là 20 phân 5 ly. Đấy. Rồi, giá của em này là 150.000 cho cái số 2. 150k cho cái số 2. Rồi, cái số 3 là một lưỡi. Anh là đặt một lưỡi 35 phân nè nha. Lưỡi 350 chữ nhật. Răng bọng hợp kim thì nó nói chung lưỡi này giống lưỡi mới các bạn nha. Đó. Hiệu của hiệu Hoàng Phong Hoa nha. Phong Hoa gì đó nha. Đấy. Nè, đầy đặn. Nói chung mấy cái lưỡi này các bạn về bao xài các bạn. Thỉnh thoảng nó dâm một chút xíu cũng không vấn đề gì, nhưng mà lưỡi nó không có các bạn nhé. Ý mà nói là trừ hao á. Đó. Bởi vì lưỡi mới nè. Không, nhìn cái lưỡi này biết rồi ha. Mình chưa vệ sinh nè. Mình nói thật, mua lưỡi cưa là mình công đâu vệ sinh. Bán cái lưỡi cưa là 20.000 mà biểu lưỡi vệ sinh thì không có thời gian vệ sinh đâu các bạn. Rồi. Cái lưỡi này là lưỡi bao nhiêu? Bao nhiêu phân? Bao nhiêu cm? Lưỡi này lưỡi 35 cm. Cho cây số 3. Giá em nó ra đi là 300.000 Việt Nam đồng. Rồi, cái số 4. Lưỡi này bao nhiêu răng? Lưỡi này là bao nhiêu phân? 32 cm. Lưỡi bóng rạnh, mới tinh xì lên tinh nha. Đó, mới tinh như ngọc trinh luôn. Máy này không phải là nó dơ nó ten rỉ á các bạn ạ. À. Để ví dụ như để cái hàng sắt á đầu này đây thì nó chảy nước rỉ ra dính về sinh ra nha. Gọi là dơ theo nước rỉ của cái món hàng khác nó đụng vô. Lưỡi 32 phân. Rồi. Cây này mình bán cái giá cũng là 300.000 cây cho cái số 4. Rồi 300k. Còn tất cả là lưỡi là 30.5. Có thông số mà. 30.5 rồi 3 là 300.5 thôi nha. Đây mình đọc một cái thông số. Canfu USA China. Machine China các bạn nha. Lưỡi 300.5 nhân 3.0 nhân 2.2 nhân 25.4. Nghĩa là lưỡi này dày 3 ly. Thấy không? Ừ. Tốc độ chạy của nó là 6.900 vòng nha. Đó. Dưới thì các bạn chơi được, mà cao quá vẫn chơi được, bởi vì cái thằng này là lưỡi dày mà, nha. Lưỡi này lưỡi 100 răng. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Chúng mình 100 răng. Bữa anh bán 10 cái rồi, mấy cái rồi. Giờ mới đem về cũng mấy cái nữa nha. Anh em mua thì đặt hàng đó. Cá loại thì đó, thương hiệu ở đây, chứ rõ thương hiệu anh em mà coi. Thấy không? Thấy. Đó, ở đây thấy. Đó, anh em coi đó không? Đó. Đưa hiệu cho anh luôn, hiệu cho anh giữ cho anh luôn. Đó, anh em thấy cái bảng hiệu đó. Đó. Có những chữ này là ghi chữ China, có những chữ nó ghi là cái chữ không ghi chữ gì hết nha. Đó, của mình cũng nói rõ ràng. Nhưng mà tất cả hàng mình là không phải là hàng chợ nha, hàng bãi các bạn nha. Đó. Đây cũng ghi chữ China nè. Nhưng mà nó là thiết kế là dòng chữ Nhật như này hết các bạn nha. Kanefu USA gì đó nha.
mình đọc cách sai chính tả thì các bạn đừng oán trách gì mình nha. Trình độ mình chỉ được cái đó, mình biết bao nhiêu mình quảng cáo thật lòng, còn là dơ nè, các bạn thấy không đó, chứ nó còn mới tin này các bạn nha. Hàng mình me hàng khá máy á, bởi vì bãi nó nhập về bắt đầu là những cái mà nó hư mà cái sắc dụng nó quá là trời nhiều rồi, nó rã ra không, nó rã ra đó, là mình hốt mấy lưỡi cưa rồi. Mấy cái loại này mình bán hồi bữa là 250.000 cái, lửa 305, 300, 305 đó. Rồi cho là lưỡi 305 đây nha, lưỡi 305, lưỡi 305 giá 250k, đồng giá như hồi bữa các bạn nha. Đó, không cần số, lưỡi 305 bán tôi lựa một lưỡi 305 là tôi sẽ lấy như vậy. Ok các bạn. Rồi tiếp tục cái dàn sợi cậy, tất cả sợi cậy này ngon lành đẹp đẽ nha. Rồi, rồi số 4 rồi, số 5 là số 5, số 6, số 7, số 8, số 9. Đó, là tất cả cái này là 70k một cái, 70k là từ từ con số 5 mà tới số 9 nha, 5, 6, 7, 8, 9 là tất cả là 70k một cái sẽ cày. Đó, anh em coi nè, ngầu lắm, đồ còn bén nha, răng bọng. Nói chung hàng mình lựa cho các bạn cũng giống như lựa cho bản thân mình. Cái này hơi xấu nè các bạn nha, này để lại để mình làm việc nhà đi, xấu không bán. Đó nè, răng bọng đồ bài bản, rất bài bản ha, hai đầu. Nói chung là mình lựa cho các bạn cũng như lựa cho bản thân mình nha. Đấy, rồi 70k cái là từ cây số số 6 mà tới cây số 9, số 5 tới số 9, loại trừ số 8 rồi nha các bạn nha, số 8 6 coi như số 8 không có. Rồi ba cây này thì 100.000 cái đó, 100.000 cái nào như cái đó thôi các bạn nha. Cái chọn lựa thì cũng khổ cho mình, bởi vì nó có 100.000 cũng đáng gì, bóc cái thì về các bạn xài thôi nha. Machin Japan nha, nói chung hàng mình là Japan hết á, hàng bãi hết nha. Rồi cứ là 100.000 cái là số mấy, số 9 rồi, số 10, 11, 12, 10, 11, 12 tất cả đều 100k một cái, 100k, 10, 11, 12, 100, 100, 100, 100, rồi, 10, 11, 12, 100, đầu đẹp hết á. Mình đã nói câu uy tín là mình lựa cho các bạn cũng như giống như là bản thân mình xài nha. Rồi, 3 cây này, 12 rồi, 13, 14, 15, mỗi cây 120. 13 nó to hơn, nó dài hơn các bạn nha, 14 và 15 đó nè, của thằng này đây là Yamaguchi nha. Đó, nói chung là Japan hết, hàng của bãi hết, mình không file lộn hàng chợ trong này các bạn nha. Đó, nói chung là con số 13, con số 14, con số 15 là mỗi cây 100k các bạn nhé, 120k nha, quên, à em thôi đi, 120k, mình ghi để cho bản thân mình thôi, chứ còn mình đọc lên màn hình thì các bạn cũng biết giá rồi nha. Rồi, 12, 13, 14, 15, rồi, một két cách sắt, nha, khít đầu là ngon lành nha. Ở trong này không phải nó mẻ mà nó thiết kế sao nó hở khoảng chừng chút xíu, mà cắt khoảng ok nha, mình cắt thử rồi đó, nó hở giống như là cái tờ giấy thôi nha. Mở cho đây kit nó thiết kế như vậy chứ không phải là nó mẻ nó hư hao gì các bạn nha, nó thiết kế như vậy. Này là 450 nha. Rồi tổng cái chiều dài của cái kéo này, cái là cái 6 6 6 8 á. Rồi tổng cái chiều dài của cái kéo này là 46 phân, 47 phân, vì đây là qua cắt marat gì đây, Japan nha, chữ Japan đây các bạn nha. Này
giữ giao ban đó. MCC nha, 450. Rồi giá cây này là cây số mấy quên rồi, cây số 15, là bây giờ cây số 16, 16 cây kéo cắt sắt nha, 16 cây kéo sắt là giá 400.000, dài 46-47 phân nha. Còn cây này là bữa anh nào đặt lạc địa chỉ gọi lại cho mình nhé. Bén vô địch thiên hạ nè, lưỡi ngon anh nè. Rồi có cây số 31 mà hồi bữa cây cuối cùng mà cái bữa clip trước á bị lạc địa chỉ á, anh nào đặt rồi cái nguồn vô luôn. Giờ nó là cây số 17 nha, nó là cái kéo cái số 17. Rồi giá 200. Cây số 18 là một cây kềm lưới B40 á, là cắt ngọt lắm. Rồi thì cái con nó cắt thử cái này vui. Nói chung là lưới B40 là mình cắt rột nha, ảnh hưởng gì tới cuộc sống. Rồi giá nó 150.000, còn đó mấy nhỏ nữa. Rồi già 21 phân các bạn nha, đó răng không mẻ đẹp nha. Nó có cái là sao tự búng ra, ra thêm chút nữa là thôi ha. Đó. Rồi, cắt xong rồi nó búng ra. Rồi, 150. Cho cây số 18. $150k. Cây số 19 là một cái kéo. Cắt thì ao cơ ha. Kiếm gì cắt cái vui, tờ giấy cũng được. Này, giấy này cắt đó, cái diện rồi nó mổ hết á. Hôm trước mình bán cũng lô kéo rồi. Này có 3 cá rồi các bạn nha. Rồi, giá nó 60. Ngon hơn đẹp nha. Kéo Nhật và kéo Mỹ chứ các bạn nha, không phải kéo chợ nha. Rồi, số 19. Rồi. Là giá nó là 60k. Cái số 20 là cái đây là cái gọi là cái gì không biết nha, có cái lỗ để đúng dây điện, đúng đồ làm điện các bạn nha, Camry nha, Sistan shit gì đó. Rồi nói chung là này dơ nè nha, hàng mình đâu có vệ sinh đâu, công vệ sinh không có lời đâu các bạn. Đó nè, mình bỏ công mình lấy cái lời thôi nha. Các bạn coi nè, đó có cái lỗ đây nha, cắt nó có cái lỗ đây, chắc cắt dây điện hay gì đó nha, dày cứng cũng chắc chắn nha. Rồi nó là 20 phân, cho cái số 20 phân, cái số 20. Rồi giá 100k, cắt cái điện 100k. Cây số 21 là một cái kéo có cái đồ mở bia, cây số 21 70, đồ mở bia nè, cắt thì không đẹp không tiền các bạn nha. Đó, đồ mở bia đây. Rồi nó là 70.000. Cây số 21. Cây số 22 là một cái búa đầu đẹp, búa Nhật Mỹ nha các bạn nha, Nhật, búa Nhật có chữ Nhật nè nha. Đây đầu đẹp chưa, nói chung là gãy cán nó dục luôn, chắc nó không có sử dụng luôn á, nó đẹp mà chưa có dấu mà ha. Cân nặng 4,5 kg. Đây mình cân cái vào búa cho các bạn xem nha. Thì giống búa Nhật nè, chữ Nhật nè đó, cân nặng của nó là 4,5 kg nha. Đây rồi cây số 22 giá nó là 500k, chuyển khoản thì bao ship các bạn nha. Rồi cây số 23 một cái búa bi của Nhật, giữ Nhật luôn nha, đầu đẹp cũng chưa sử dụng, cán nó đầy đủ nha, mọi chức năng ok, búa ra là búa loại búa bự nha các bạn nha. Rồi búa nhỏ mình bán mấy chục nghìn thôi, là loại búa bự đầu nè,
chưa mẻ mà chưa tà ha. Búa Nhật nè, là búa, gọi là búa bi á, có người gọi là búa gì à? Thương hiệu nó là Matsuki, Matsuki, Matsuki nha, Matsuki, Suki gì đó. Rồi một xì rưỡi có nghĩa là 150.000 á, 150.000 cho cây số 23. Rồi số 24 là một cà lơ mà cái một cái mà lết này là chiều dài nó là 20 phân, thắng lợi chiêu đều tóc đầy đủ các bạn nha, hoạt động phun chức năng nha. Rồi cây số 24 giá em nói là 100k mà lết ok nha. Thương hiệu gì đây, em vui rồi, vừa sinh ra nha, hàng bãi nha các bạn nha, 100k. Cái số 25 là Toyota Mota đó, 250, có nghĩa là dài 25 phân á. Rồi 25 phân 5 ly nè. Rồi giá em nó là cái số 25, rồi giá nó là 150k. Ba kéo các loại, hai kéo nhỏ, hai kéo nhỏ cây giá 100, 26, 100. Cắt thử tờ giấy các bạn xem, à, cắt tới mũi luôn nha, à cắt mũi thấy không, hả ha. Rồi 26 giá 100, 27, à cắt tới mũi luôn thấy không, hả ha, hả ha. Rồi 27 giá 100. Hai mươi tám dài hơn, hai mươi tám dài hơn, 24 phân. Rồi giá em nói là 130.000. 28 cắt thử, test thử, gọi là test thử này, hết mũi rồi các bạn nha, à đó, test kéo kỹ lưỡng. Rồi số 28 130.000. Một kềm một kéo, kéo này không phải thấy nó cùng 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 các bạn nha, chẳng qua tặng thêm thôi đó nha, thấy nó cùng 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 nha đó. Kéo này coi không còn tính nó đi với kềm này. Rồi bộ này kềm này đẹp nha đó, nó hở, nó hở không thiết kế, nó hở chứ không thấy dấu mẻ các bạn nha. Rồi nó cũng găm găm đây nè. Rồi để hai cái này cho các bạn luôn, 100.000. Cái số 29 100 đó, bộ nó thế này nha, 29. Một vũ tròn, tròn to nha, cũng nhỏ hơn ngón tay út mình tí nha. Rồi một cái kềm, kềm này có cái lỗ để cắt để tuốt đẹp. Rồi số 30 100, bộ phận nó gồm một cái vũa tròn như là một cái kềm. Số 31 100k, một cái kềm, kềm mũi nhọn đó, có cái chỗ cắt dây điện luôn, có chỗ tút dây điện dưới này luôn, hàng đẹp nha. Một cái vũa, một cái vũa ba cạnh nha, vũa mịn. Rồi 100 luôn. Số 31 100, 31 32 là một cái kéo cắt ton hay cắt dây điện hay cắt gì đó, nhưng mà cắt giờ này đang test giấy thử nè, cũng ngon nha. Ngầu một giữa vuông nhỏ từ mũi nhọn lên nha. Rồi 100, cái số 32 100, cái số 33 là một cái kềm một giữa vuông, kềm to dài, cái con kềm mình thì nó nằm cái kích thước nó cũng có 19-20 phân nha.
thương hiệu hàng bãi nha. Rồi một cái giữa vuông tròn bốn mặt nha. Rồi cái số 33 33 giá em nói là 100. Ba mươi bốn một kèm đẹp nha, kèm này cắt đôn được, kèm nguội không có lỗ nha. Rồi 100 một cái giũa vuông nha, bốn cạnh. Rồi cái số 34 100 35 các bạn coi kỹ sẽ lưỡng đúng số nha. 35 bạn đặt số 5 mình gửi số đó. 35 giá 100 một cái giũa vuông một cái kèm đẹp không có lỗ nha, kèm mình cắt không lỗ, còn kèm báo lỗ là tốt cái điện nha các bạn nha. Rồi số 35 100 để ngay ngắn để chừng bóc cho các bạn mà bạn không bị được. Rồi một cái giũa đại tướng nha, bằng út luôn nha, dài tổng chiều dài của nó là hết cái giũa là giũa tròn các bạn nha, 30 phân nhưng mà dây giũa nhẵn. Rồi một kìm mũi nhọn nha, đó có cái lỗ có cắt được có cái lỗ luôn. Rồi hai cây này chị giá em nói là cái số 36 36 giá 150 150k. Bộ nó giũa bự nha, giũa nó thông dụng mà các bạn nha, giũa nó không 150 ngàn nữa, mọi kềm nữa nha. Rồi 36 combo 36 150k. Rồi một cái giũa hai mặt nhưng mà nó có hình lục giác như thế này đó, hình kiếm như hình cây kiếm, cây côn, cây kiếm gì đó, giống phim kiếm hiệp á nha, đại khái như vậy đây. Mình ăn nói không thành thạo thì anh em bỏ qua nha, gọi là giũa gì đó, giũa lá, giũa liếc gì đó nha. Rồi chúng có xương cá nha. Đấy, đại khái như vậy đi. Rồi có số 37 50k đồng nghĩa 50.000 nha. Rồi con số 38 50 nó là giũa hai mặt, nó có cái chế độ dao như này đó, mặt hình phẳng như này, bên này là không có giũa được nha, đây là dao đó, mặt ra là dao chế độ bén á, về mà lại một chút hơi đang cưa giũa nha. Một mặt giũa nè, một giũa bằng nha. Rồi giá 50 luôn. Mũi khoan gỗ nha. Mũi khoan này thì 20 gọi là khoan được 2 phân á. Rồi chiều dài nó 33 phân, giá 100. Số 39 trời sầm quá, máy nhỏ không biết sao đùa, tranh thủ đi. 39 giá 100k. 40 loại to hơn, loại là chắc 2,5 3 phân gì đó, dài to bự mình bán loại cũng nhiều rồi. Rồi 3 phân á, 40 100 40 100k. Rồi một cái dao kiếm hiệp, dao du lịch rất bén, có cái vỏ luôn nha. Rồi một xì. Rồi cái số 41 100k. Cái số 42 là một cái dũa, đầy dũa, dũa hai tay cầm vậy này, dũa các bạn nha, khoẹt khoẹt làm vậy nè, cho một cây đi sao gánh nổi, cầm hai tay đó. Rồi giá nó 150. Cái số 42 150k. Tất cả cái số 42 thương như vậy đây. Cây số 42 một bài này là giống nhau hết, kích thước đều giống nhau hết, là giá 150 ngàn một cây. Cái bộ giũa 42 á nha, cứ cho là 42 hết á, ai lấy cái gì lấy cũng được, giũa đều đẹp hết nha các bạn nha. 42 là tất cả là nó đều 150 ngàn một cái. 8 cây hả? 2, 4, 6, 7 rồi hết. Rồi bắt đầu qua đây, rồi đó. Rồi được 4 măng ranh, 3 măng ranh nhỏ. Rồi đó.
mang ranh nhỏ thì nó chắc là nghĩ là đầu 15 á. Đầu mình nghĩ chắc đầu 15, 17, 19 gì đó các bạn nha. Nhỏ lại cỡ đó rồi đó. Rồi. Một cái 100.000 mang ranh của Nhật. Các bạn làm mà không bằng, kế không bằng con đồ á rồi lấy cái này nha. Rồi đó ok nè. Xả vô. Rồi xong ha. Ba cái, một cái 100k, đầu mang ranh. Đầu mang ranh loại nhỏ. Cái này là ghi ghi là cây số 43 đi, đôi mang ranh số 43. 43 loại nhỏ. Rồi. Mang ranh số 44 là có 4 cây, bộ nó 4 cây. Đầu này chắc đầu rồi. Nè. Đầu 19 tới 20 các bạn nha. Đó. Đầu 19 ly á. Đúng rồi. Nè. Còn cái size xịt chút xíu các bạn bỏ qua nha. 17, 19, 15 gì trong phạm vi đó. Rồi. Cái này là 100, cái này 120. To hơn, nặng hơn. Đầu mình chỉ biết là bao đầu của Nhật hàng bãi nha. Rồi. Đây là bốn mấy rồi ta? 42, 43. Rồi, mang ranh đầu số 44. Là giá của nó là 120.000 một cái. Chứ không phải là một bộ 4 cái các bạn nha, 120.000 một cái như thế này nè. Đó, một cái là 120. Mình chỉ bao là đầu Nhật nha. Để tranh thủ đó mấy đứa con mình các bạn. Rồi. Ba đầu tiếp của Japan, đầu 1/2. Là Japan. Đầu 1/2 các bạn, còn cái này nó to quá mình không biết. Mình cũng rành về cơ khí ngành xe cộ. À, chắc mình nghĩ là từ 7 phân tới 10 phân. 1 phân, 2 phân, 3 phân. Cho ấp 30, 32 gì các bạn nha. Hai cây này ấp 30, 32 ngang nhau nè nha. Đó. Rồi cái này là đầu cũng 1/2 luôn phải không ta? Ờ. Ấp là ấp nhiêu không biết. Này 1/2, 2/2, 2/5, 2/6 gì đó. Ờ 2/5, 2/6, 2/7 gì đó các bạn nha. Đó, ba cái 100.000. Tất cả những cái này bao các bạn hàng Nhật nha, hàng Nhật, hàng Mỹ gì đó. Đó, cái này chữ Japan mình biết có Nhật, còn cái này nó không có chữ Japan. Chữ Mỹ mình cũng không rành đâu nha. Cứ ba cái là 100, ba cái này là 100. Là cây số 43, 44 rồi. Giờ 45. 45 bộ combo bộ số 45 là giá nó 100k. Đó. Combo số 45 là giá 100k ba đầu nha. Đầu Japan, đầu Nhật, đầu Mỹ. Rồi. Được 4 em lưỡi cưa. Lưỡi cưa mình cũng lựa kỹ cho các bạn nha. Đấy. Makita nè. Lưỡi 160, 165 gì đó. Rồi. Một cái 80.000. Rồi, lưỡi 165. Có một cái lưỡi 160. Cái này lưỡi 160 các bạn nha. Đó. Rồi. Một cái 80.000 được 4 cái. Hai ơn hết luôn, lấy 4 cái là lấy 300. Mình còn là 2L20 được, 4 cái L20 được. Rồi, 8432 đúng rồi. Nếu ai mua hết là 400, 300, 320, bớt 20, còn 300. Rồi, là mình kiếm được 20, được rồi, nha. Rồi, cái bộ chốt hạ là cái bộ số 42, 43, 44, 45. Rồi, 46, 4 lưỡi cưa. Rồi, 4 lưỡi cưa, giá em nó là 80.000 một cái. 80k một cái. Lưỡi 160 và 165 nó tương đương với nhau, có 5 ly thì bên chỉ có 2 ly thôi các bạn nha. Rồi, kết thúc hết hàng. Mong em các bạn ủng hộ càng nhiều ủng hộ càng nhiều càng càng tốt. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Rồi ok.